có một dòng gỗ vô cùng giá trị và quý hiếm ạ. Và cứ nói đến nu thôi là các bạn cũng biết là cái giá trị của tác phẩm nó cao đến mức độ nào. Và một tác phẩm đẹp ở đây ạ. À, xin phép chị, đây là một cái tác phẩm một cụ tin lắng ấy, bác cành đào chế tác năm chú tiểu đồng, và bên cạnh đó bên em còn chế tác thêm hai chú nghe ấy. Vâng ạ, những chú nghe mang lại tài lộc về cho gia đình ạ. Vâng ạ, và em sẽ quay gần hơn chi tiết tác phẩm để cho anh chị có thể thưởng lãm ạ. Vâng, đây là một tác phẩm hàng đục liền khối nhá, hàng đục liền khối kênh bong, và từng cái đường nét nhỏ em moi móc rất là tỉ mỉ ạ. Vâng, đầu tiên anh chị sẽ thấy ạ, chính diện là một thần thái của cụ Di Lặc mang một nụ cười vui tươi hoan hỷ, và nụ cười này sẽ mang lại phúc lộc về cho gia đình. Và kỹ đến mức các chị là từng cái dái tai của cụ được làm rất là tròn. Vâng, dái tai rất là có hậu nhá. Vâng ạ, giật tường đây, từng cái tràng hạt được làm rất là tỉ mỉ, tròn vo như là những cái tiếng hạt chặn. Cụ đang đeo một cái khánh ạ, tỉ mỉ ạ, nét na từng cái chi tiết nhỏ nhất. Và trên người của cụ đầy ắp những cái bông hoa lu là phần giá trị nhất của tác phẩm ạ. Vâng ạ, và tay cụ đang vác trên mình là những cái trái đào rất là tuyệt vời. Tay cụ đây rất là mũm mĩm nhá, hàng đục kỹ sắc nét. Và anh chị cũng biết là cái phôi gỗ Ngọc Am Hà Giang thì rất là khó chế tác. Vâng ạ, để chế tác ra một tác phẩm đẹp kênh bong đòi hỏi những người thợ rất là tỉ mỉ, kỳ công, chăm chút cho từng nét đục của tác phẩm ạ. Vâng ạ, một tác phẩm phôi gỗ giá trị thì phải là đục lên một tác phẩm các chị sẽ càng ngắm càng có giá trị này, không phải là chơi một vài bữa sẽ thấy chán này. Đây ạ chị ạ, năm chế tác năm chú tiểu đồng có lếp có tỉa, tượng trưng cho một gia đình con đàn cháu đống hạnh phúc, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nhé. Vâng ạ, một hạnh phúc rất là viên mãn. Đây xung quanh cụ đây là những cái chàng dây tiền rất là tròn, và bên em có chế tác thêm hai chú nghe nhé. Đây hoàn toàn là hàng liền khối ạ, được moi móc kênh bong nhé, thợ đưa từng cái đường cưa và từng cái đường máy vào đây ạ, rất là kênh bong tỉ mỉ sắc nét. Đây thần thái của bé gái đây rất là xinh xắn và đáng yêu nhé. Hoàn toàn là hàng liền khối, tất cả những cái chi tiết nhỏ nhất của tác phẩm cũng được toát hết lên cái vẻ đẹp tỉ mỉ. Vâng ạ, tác phẩm anh chị chỉ cần chơi một tác phẩm thôi nhưng mà nó rất là đáng để anh chị chơi nhá. Đây anh chị lại từng cái gậy như ý cầu được ước thấy đây, bên em cũng thể làm, chỉ có thể so sánh cho những cái tác phẩm bình thường thôi nhá. Đây kỹ đến từng chi tiết nhỏ, từng cái đường gậy viền đây được làm rất là tỉ mỉ, và hàng kênh bong. Tác phẩm này anh chị phải ở ngoài thì chị thấy được hết cái vẻ đẹp của tác phẩm. Ở trên nai nó không lột tả hết, bởi vì rất là nhiều những góc cạnh moi móc ra, trên nai rất là khó để lột tả nhá. Từng cái chân của chú nghe đây được làm từng đường cơ móng này. Đấy, anh chị thấy nu đây nhá, rất là đẹp, kỹ càng sắc nét. Và hoàn toàn những cái tóc của chú nghe lại được tỉa hoàn toàn thủ công bằng tay. Và cái dòng ngọc am rất là sơ, để tỉa được như vậy thì đòi hỏi những người thợ phải mài cái đường tỉa nhá, nó rất là sắc bén và khéo léo mới có thể tạo lên được cái đường tóc nghe nó mềm mại và mướt như vậy ạ. Đây tai chú nghe đây, thần thái của chú nghe đang trầu, hai chú nghe đang trầu cụ Di Lặc nhá. Một cái bụng to tròn hoa lu này, vâng ạ, cụ có chất hoa lu rất là đẹp. Và anh chị có thể thấy đây, trên cái cành đào bên em làm rất là tròn, những cái trái đào căng mọng và những cái bông hoa mai nó cũng khác hẳn với cả hàng thường luôn ạ. Đó chị có thấy ạ, những cái cánh hoa mai được chia đều và làm tuyệt vời, từng cái cành đào đây em có thể đưa tay vào hết chưa, tất cả những cái đường nét này rất là kênh bong, phải ở bên ngoài thì anh chị mới thấy được hết cái vẻ đẹp của tác phẩm. Và cụ đang đứng trên một cái bao tiền sẽ mang lại tài lộc về cho gia đình. Vâng, đây là một cái phôi gỗ liền khối nhá, em xin nhắc lại là hàng liền khối 100%. Và đây ạ, một cái chum tiền rất là lớn đầy ác những cái bông hoa lu, chị đúng không ạ, hoa lu rất là tuyệt vời. Đây là một cái lắp này, cất nơi cất giữ của cải của gia đình. Và anh chị có thấy ạ, một cái phôi gỗ lớn, đây em sẽ quay mặt sau của tác phẩm, một cái đĩa nhá. Vâng ạ, một cái phôi gỗ hộp, phôi gỗ gọi là liền khối, cắt lên một cái đĩa này bo hoàn toàn thủ công bằng tay. Và cái chiếc đĩa này có đường kính là đến 47 ạ, đường kính lên đến 47 một chiếc đĩa này nhá, đĩa lu hương, lu ngọc am quên mất ạ. Vâng, thơm lắm chị ơi, thơm lắm. Vâng ạ, moi móc, vâng anh chị phải biết là rất là tốn gỗ, một cái phôi gỗ đặc như thế nào thì mới có thể là cắt ra được cái phôi mà bên em cố tình cắt ra để cho nó cái hiện thân của cụ nhá được nổi bật nhất nhất và rõ nét nhất từng cái chi tiết nhỏ nhất này. Vâng, đằng sau cắt như vậy rồi mà vẫn có thể làm lên được cái như là tà áo của cụ đằng sau đây là những bông hoa lu này, mềm mại luôn, sắc nét luôn chị ơi. Vâng, rất là khó làm chứ. Vâng, tác phẩm này đòi hỏi rất là tốn công. Cái phôi gỗ đã giá trị rồi nhưng mà cái công của người thợ đổ tâm huyết vào tác phẩm này nó lại còn giá trị hơn. Đây ạ, kênh bong chị ạ, từng cái trái đào, cành đào này được làm vô cùng tỉ mỉ luôn nhá, gỗ rất
khó làm và vẫn tạo lên được một cái tác phẩm nó hoàn hảo đến mức độ này ạ. Rất là tốn công, không phải lúc nào mình cũng có kiếm được một cái phôi gỗ rộng đẹp liền khối mà đục như vậy chứ, không phải lúc nào cũng có thể làm nên đâu, không phải lúc nào cũng kiếm lên một phôi gỗ rất là hiếm có. Và em sẽ đo kích thước của tác phẩm nhé, tác phẩm hoặc là anh chị nào có gần có thể đến làm trực tiếp tác phẩm thì nó sẽ ăn lên biết được cái địa điểm. Vâng, em sẽ đo kích thước của tác phẩm để cho anh chị có thể cân đối này. Tác phẩm với kích thước là rộng 68 ạ. Đẹp lắm anh chị ơi, từng cái đường nét này. Em sẽ nhờ quay hết từng cái góc cạnh nhỏ nhất em đo kích thước nhá. Đây thứ nghề này. Vâng, trên này nó vẫn không thấy được hết cái vẻ đẹp được. Trên cái máy quay, góc máy quay mà không thấy được chiều sâu của tác phẩm chị nhá. Cao 68 rộng 68, cao 81 chị nhá. Cao 81, rộng 68 và chiều sâu cho tác phẩm này là 40 nhá. Sâu là 40 ạ. Đúng ạ, cao 81, rộng 68 và chiều sâu là 40. Và tác phẩm này bên em hôm nay giao lưu với anh chị báo với chị giá cực kỳ yêu thương ạ. Đúng ạ, và giá tác phẩm chỉ còn 38 triệu đồng thôi nhá. 38 triệu đồng cho một gọi là một tuyệt phẩm. Đúng ạ, công chế tác rất là lâu và bên em báo rất là yêu thương. Đúng ạ, anh chị vừa được thưởng lãm một tác phẩm đẹp. Vâng, anh chị nào mà hữu duyên muốn thỉnh cụ về thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại 0368338345 hoặc số 0914842986 nhé, để được tư vấn và chốt tác phẩm trực tiếp ạ. Vâng ạ, và cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video ạ. Nên là cảm ơn tất cả anh chị ạ. Vâng, hẹn anh chị trong buổi này.